Xin kính chào các quý vị. Vâng, người chơi âm thanh thì rất là đa dạng và đều tựu chung lại là audiophile. Và trong những audiophile đó thì có những cái người ta lại có một cái hướng đi chơi riêng, nhưng đó là sự tinh hoa và sự tinh tế của chơi trong audio, đó là chơi theo phong cách acoustic. Với những người chơi đó thì người ta sẽ lựa chọn bộ dàn và hệ thống âm thanh của mình như thế nào, với nhiều tiêu chí ra làm sao, và tại sao người ta lại phải ghép những bộ dàn đó để tìm ra được một cái chất âm mà người ta gọi là báu vật trong âm thanh. Và hôm nay tôi cùng các bạn sẽ cùng trải nghiệm xem cái hệ thống mà Thiên Hà đang muốn phối ghép cùng các bạn và các quý vị để nghe thử, trải nghiệm thử và tìm hiểu thêm tại sao đó là chất acoustic classic. Như các bạn nhìn thấy, đây là một cặp loa đến từ Anh Quốc, hãng Harbert. Harbert thì cũng không có quá nhiều dòng sản phẩm, nhưng ngược lại mỗi một dòng sản phẩm của Harbert đưa ra thì lại là một cái tiêu chí gọi là dấu ấn để đời. Vì tại sao hãng Harbert này là được cả hãng phát thanh truyền hình BBC của người Anh để người ta ứng dụng vào để phục vụ cho công việc đó, chính là dòng loa monitor để phát thanh ra toàn thế giới. Tại sao người Anh lại có nhiều hãng loa, tại sao người ta không chọn mà lại phải chọn Harbert này? Vì hãng Harbert này nó đưa ra một cái tiêu chí, đó là chất acoustic của dải âm trung, nó là hoàn hảo đến độ bậc nhất thế giới. Khi nói đến Harbert thì chúng ta đều nhìn thấy cái hướng tự nhiên người ta đã ngay từ cái thùng loa, đó là các thùng loa đều mang cái tính tự nhiên rất cao, đó là gỗ mộc hoàn toàn. Như các bạn nhìn thấy đây, không làm bóng, không làm nhám, không phun gì cả, và để hoàn toàn theo gỗ mộc tự nhiên, chỉ có sấy khô và đã được kiểm định rất kỹ qua những năm tháng để tẩm sấy và ngâm và phơi để xem là cái độ nứt của lỗ gỗ như thế nào thì hãng người ta bắt đầu mới đưa vào loa. Đây là Esotec tự nhiên, đây là một trong những gỗ tự nhiên và có nhiều màu khác cho các bạn chọn, như màu cherry, gồm màu anh đào hay là gỗ óc chó. Thì mỗi một loại vân gỗ đó thì các bạn phải trả thêm một cái giá trị tiền nhất định vào cho người ta. Còn bây giờ hôm nay tôi chỉ muốn hướng sâu về mặt kỹ thuật của dòng loa này. Hãng Harbert này thì sẽ lấy một cái tiêu chí là một cái thùng truyền thống, nó cũng giống như bao thùng khác, tức là các khung thành sắc cạnh này. Nhưng cái gỗ để lựa chọn để làm thùng này thì người ta đã lựa chọn rất kỹ, và cái thứ hai là cái tiêu chí để độ mát của cái đường dẫn âm ở trong thùng này thì đây là lại là một cái gọi là ma trận bên trong thùng, thì hoàn toàn người ta giấu kín. Và khi chúng ta nhìn thấy thì Harbert này là loa có 3 driver, tức là loa 3 đường tiếng. Và đây là tweeter. Đây là tweeter được ở hệ thống ở dạng ngâm dầu. Đây là để làm mát bằng hệ thống ngâm dầu, nên nó có một cái dải rất âm rất đặc biệt. Và hãng này thì vì nó là chất acoustic nên người ta sẽ không đưa cái dải cao lên quá cao, mà người ta chỉ đưa lên đến 22 kỳ thôi. Và người ta được bảo vệ ở trong một cái lớp lưới bằng hợp kim như này. Và phần dưới đây, đây chính là trái tim của Harbert. Đó chính là một cái mid bass, hay là gọi là cái mid run được. Nếu mà trong loa 3 đường tiếng thì nó là mid run, còn nếu loa 2 đường tiếng thì nó là mid bass và radia. Và dòng này thì nó quá nổi tiếng rồi, vì tại sao? Đó là một cái tiêu chí để làm lên cái thương hiệu của Harbert. Và khi chúng ta nhìn thấy thì chúng ta sẽ thấy các cái gân loa này người ta sẽ làm ngược, và đây là cái củ nam châm này thì người ta cũng hoàn toàn giấu, nhưng người ta chỉ cho chúng ta nhìn thấy những cái bề mặt bên ngoài này thôi, cái sự cảm nhận của chúng ta bên ngoài này. Và ở phần dưới này thì đây chính là một cái bát 30cm của hãng. Như chúng ta nhìn thấy thì cái gân này thì lại tương đối là ngược lại, phần trên thì rất là mềm nhưng ở dưới thì rất là cứng, để có một tiếng bát êm sâu. Và toàn bộ cái loa này người ta sẽ khuyến cáo các bạn lên để ở trong điều kiện tốt nhất có thể, đó là tính từ mặt đất lên tới loa trung tâm của loa tweeter này là 66cm, để được độ lan tỏa khi nó mở rộng ra, thì khi chúng ta ngồi chúng ta sẽ được có sự lan tỏa. Và Harbert này thì lại đánh giá rất cao về cái trường hợp setup, vì lúc trước chúng tôi đã từng thu loa nhỏ vào và mở loa ra và mở đường tiếng ra thì xem âm thanh thế nào và đến độ nào thì nó là âm thanh chuẩn nhất, thì cái đó là phải có đòi hỏi có một sự kinh nghiệm. Và loa này thì nó có cái độ nhạy tương đối là thấp, là 86 decibel, cho trở kháng 6 ohm và 8 ohm, tức là 6 ohm ở phần loa bay và 8 ohm thì ở phần loa midran và tweeter. Khi nói đến Harbert này thì cái hay nhất của người ta nói là cái gì? Đó là cái sự từ tốn trong âm thanh, cái đẹp trong âm thanh. Và đây là một trong những dòng loa gọi là chứ danh của người Anh. Khi những cái dòng loa này thì người ta không có nhiều các đại lý trên toàn thế giới, nhưng mà các dân audio trên thế giới thì mỗi khi được sở hữu những dòng loa này thì đấy là một niềm tự hào, được sở hữu Harbert đến từ Anh Quốc. Nói về chất acoustic thì ai cũng biết nó là một cái chất âm đẹp, chất âm hay, nó phải mang tính tự nhiên cao nhất, và cái quan trọng nhất nó phải âm thanh nó phải như thế nào thì người ta mới gọi là cảm nhận được. Đó là khi những nốt nhạc phát ra nó phải thấm vào da thịt chúng ta, và chúng ta cảm nhận chúng ta đang đứng trước một buổi hòa nhạc hoặc một buổi âm nhạc hoặc một ca sĩ trình diễn. Và hôm nay cái sự lột tả đó thì sẽ đến từ báu vật đến từ Thụy Sĩ, Dark Zew. Trong tất cả những hãng nổi tiếng như là Gold Moon này, Solution này,
rồi FM này thì lại có một hãng nhỏ hơn rất nhiều, đó là hãng Đắc Diêu đến từ Thụy Sĩ. Nhưng tại sao tôi lại nói đến sự báu vật? Báu vật đây không phải là cái sự to về thể xác, không phải cái sự công ty có một cái sự làm anh lớn mạnh, mà đây chính là một cái thứ âm thanh mà người Thụy Sĩ đem đến cho những người chơi audio, đó là báu vật về âm thanh. Khi bật đằng Đắc Diêu lên thì các bạn sẽ cảm nhận đi là tất cả các không gian nó bị trùng xuống. Tại sao vậy? Vì những nốt nhạc nó đưa ra, ba giải tần âm thanh nó đưa ra đến cái độ hoàn hảo, gần như là khi tôi nghe tôi chết lặng. Tôi không nghĩ là một hệ thống dàn âm thanh mà đến từ Thụy Sĩ này, và cái giá tiền thì không phải là quá cao, nhưng mà lại cho được một chất âm nó gọi đặc biệt hơn tất cả những gì tôi nghe trước đây. Trước đây thì tôi nghe thấy là các trường âm lớp lang thì nó rộng, đúng, mọi người thì vẫn nhìn theo các nốt nhạc hoặc là các bản nhạc hoặc là cách lựa chọn của bài hát. Nhưng với dòng Đắc Diêu này thì lấy chủ đạo chính là chất acoustic tự nhiên hoàn toàn. Và hôm nay thì các giọng ca sĩ thì sẽ phô diễn cái giọng của mình, và chúng ta còn nghe được cả hơi thở của người ta, sự cảm xúc của người ta và cái truyền đạt biểu cảm của người ta có bài hát. Thì cái đó các bạn hãy nhớ đeo tai nghe để cảm nhận. Còn bây giờ tôi sẽ nói một chút về cái mảng kỹ thuật này. Như Đắc Diêu thì người ta sẽ lấy chủ đạo bằng những cái tinh tế của người Thụy Sĩ, đó là làm không quá lớn. Cái thứ hai là chọn những cái màu như màu vàng đồng này, màu đỏ huyết dụ này để phối ghép vào. Và người ta sẵn sàng phô ra tất cả những cái gì người ta có. Và người ta nói thẳng luôn, những cái này không có gì là quá khó trên toàn thế giới cả. Nhưng các bạn để đạt được cái ngưỡng này hoàn toàn không phải là dễ. Vì khi nói ra thì người ta sẽ đặt cái tiêu chí đầu tiên là tổng méo 2. Thì tổng méo 2 nó là một cái điều tệ nhất trong âm thanh âm nhạc. Tại sao vậy? Và khi đưa méo 2 vào thì nó sẽ làm âm thanh nó bị biến dạng và nó bị sai số đi rất nhiều. Và người nghe sẽ còn không còn cảm thấy cái sự nét của âm thanh nữa. Cái đó cũng là một cái tiêu chí mà cần phải loại bỏ. Cái phần thứ hai là méo xuyên tâm. Thì những cái méo đó thì nó chỉ là tức thời thôi, nhưng mà để xử lý được cái đấy thì tất cả các hãng gần như là không bao giờ nói ra hoặc đưa ra những con số nó rất là mù mờ, tức là không cụ thể. Nhưng riêng Thụy Sĩ này, và nhất là ông kỹ sư trưởng cũng như là giám đốc của bên, tức là chủ tịch của hãng Đắc Diêu này, ông Heve, thì là ông đã đưa ra một cái tiêu chí tức là loại bỏ hoàn toàn, hoặc nếu không thì phải làm tốt hơn tất cả những cái gì, những cái loại bỏ những cái đấy. Thì đó là cái gì? Đó là đưa hệ thống một dàn sò 6 con thôi, không phải là nhiều. Nhưng mà cái độ lưỡng cực này và cái tuyến tính của sò này thì nó lại gấp đến rất nhiều lần so với sò Muffet. Trước đây ai đã từng chơi audio thì đều biết là sò Muffet đã là một trong những sò than hay nhất, đẳng cấp nhất ở trong vấn đề chơi về âm thanh bán dẫn. Nhưng hãng Đắc Diêu này thì lại làm hoàn toàn còn hơn thực tế nữa. Và toàn bộ cái hệ thống méo đó và các cái tiêu chí đó đã bị loại bỏ hoàn toàn, gần như các bạn hãy nghe thấy âm thanh tự nhiên và một cái vòng lặp lại của hồi tiếp âm. Cái đó là một cái rất là nan giải và đau đầu của các kỹ sư đến từ các hãng khác nhau. Và rất nhiều người, người ta rất sợ khi nói những cái chuyện đấy ra, là vì tại sao? Thực sự là người ta không làm được. Người ta biết đấy nhưng người ta không làm được. Nhưng hãng Đắc Diêu thì là một hãng dám đầu tư về tiền, dám đầu tư về vật chất, và cái quan trọng nhất là niềm đam mê và muốn đưa một thứ âm thanh đúng chất acoustic đến cho các audiophile trên thế giới. Nên người ta sẽ đầu tư mạnh về vấn đề đấy để làm sao? Để các bạn sẽ chỉ cần nhắm mắt vào và cảm thụ âm thanh. Đó là một sự báu vật đến từ Thụy Sĩ, Đắc Diêu NB108B. Đó, các bạn thấy cái sự nó hay và cái sự độc đáo của cái dòng Đắc Diêu này, nó có hai cái yếu tố. Một là phần pre thì nó tách rời hoàn toàn ra đấy ạ. Đó. Và được làm bằng handmade bằng tay nhé. Tại sao người ta bây giờ thời đại 4.0 thì người ta lại không làm thế? Là vậy sao? Người ta tin tưởng, người ta muốn các kỹ sư và các nghệ nhân người Thụy Sĩ thổi hồn vào đó và qua lời ca tiếng hát để gửi tới cho các đô file. Nên người ta vẫn còn dùng những con cơ, trong các bạn thấy nó có kỳ lạ không ạ? Vẫn cứ nổ tạch 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 bi bi á. Đó, nhìn này. Đó. Phần thứ hai là người ta rất chú trọng về phần nguồn điện, thì người ta lại tách ra một cái nguồn riêng ở ngoài này để dùng điện DC một chiều. Đó, các bạn nhìn thấy đó, cái sự nối và trong cái sự mộc mạc này thì nó nói lên sự tất cả, tức là người ta không quá chú trọng về các cái công nghệ 4.0 nữa rồi, mà người ta lại muốn quay lại đúng chất acoustic và chất classic. Và phần thứ ba là khi các bạn nhìn thấy cả một hệ thống của một con power này, và đây là hai nguồn xuyến Torato đây, và toàn bộ các bên này là tụ lọc nguồn đây, và toàn bộ sò nằm ở góc các này có 6 con đấy, còn hai con bên này là con đường dẫn đấy. Thì các bạn lại sẽ thấy những cái sò này rất là nhỏ, nhưng mà cái độ phân giải và cái tính coi như là chịu của sò này thì lại gấp rất nhiều lần, nó lên tới 30 mê, tức là 30 MHz, tức là nó là lên gấp khoảng 6 đến 8 lần so với sò Muffet bình thường. Thì thấy đây là một con số cực kỳ là ấn tượng. Và tại sao người ta dám công bố như thế? Là vì người ta đã làm được những cái người khác không làm được, và chỉ có thể nói như thế là âm thanh của Thụy Sĩ luôn luôn là number one. Và bây giờ thì âm thanh âm nhạc sẽ dành cho các bạn, và các bạn hãy nhớ đeo tai nghe vào để cảm nhận về từng nốt nhạc, từng hơi thở của ca sĩ để dành cho các bạn. Và đây cũng là một cái chương trình rất là hay để các bạn có thể test được hai chất gọi là acoustic và dòng classic đến từ Anh và Thụy Sĩ.
chiều nào tiễn nhau đi bóng ngã xê ta, hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta, muốn không gian đừng tan nếu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài, trước khi phân kỳ bước sao cho tàu đừng đi. Giờ lăn trong tim lúc ga chiều sắp nền đèn, mưa thu bay bay vắt ngang trời ướt vai mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình, đường bao nhịp lối tình trăm nghìn mối thương theo một bóng. Trong sương là mỗi lần ngóng chờ, nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Nếu hành trăm người ơi trốn xa xôi chàng trai, còn đem yêu thương dắt lên muôn vàn oán hờn, nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng vũ. Sự hiện hữu
từng nốt nhạc và lời ca tiếng hát thì các bạn sẽ cảm nhận thế nào? Hôm nay các bạn sẽ cảm thấy đĩa CD của Lan Anh và một đĩa nhạc vàng của chị Thích Quyền và Chế Linh sẽ khác hoàn toàn so với những bản trước đây các bạn đã nghe. Đây là một trong những tiêu chí mà chất acoustic nó thể hiện rất là rõ qua một cái sự phối ghép, tôi nghĩ là nó không quá đắt nhưng mà nó hoàn hảo đến độ âm thanh và bộ khác cũng phải ngước nhìn. Đó là một báu vật đến từ Thụy Sĩ. Các bạn hãy nhớ vào Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc. Hẹn các bạn vào ít thứ sau.